Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết. Ôi, quay cho con xem tiền. Được chưa? Mày phải đi. Anh được rồi, anh được rồi. Được chưa? Đi nữa. Được rồi. Thấy cô giáo rồi. Này, 1 cộng 1 bằng 2 này. Trừ 1 và sẽ bằng trừ 1. Làm sao? Con này tỉnh dậy con này. Anh ơi. Làm sao này? Chắc do áp lực học tập. Cố gắng nhé. Cố phần học hay rất vất vả. Cố gắng đi. Vâng. Đây là bút của bác Hương này. Anh này sức nhá. Bố ơi! Mày chưa con ơi! Mày phải tí bố ơi! Phải con ơi! Thôi dạy sang bên trái tí xem nào! Trái. Các em thân mến, là như vậy là thời lượng là 60 phút của chương trình chinh phục kỳ thi môn toán đã hết. Mày cay mày lắm rồi. Được, con dám làm giám đốc đâu? Bố sẽ làm gì? Em sẽ không thả bằng cái gì?